mình dùng ít cổ tay thôi, gọi là hất cổ tay nhưng mình dùng ít thôi, đừng dùng nhiều. Bởi vì khi dùng nhiều anh em sẽ bị loạn hết lên. Nhiều anh em thấy là các cao thủ là hất là cứ ngửa vợt với lắc 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 này, đúng không ạ? Ngửa vợt lắc 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 này, người ta giỏi rồi. Đấy, khi mà các bạn cùng lao lên một thời điểm thì mình sẽ hợp lực được với bóng, mình sẽ được cộng lực một chút ở cái lực mình lăng lao vào. Thế vâng, xin chào quý vị khán giả đến với kênh Table Tennis Review. Và ngày hôm nay chúng ta lại đến với một kỹ thuật mới nữa, đó là kỹ thuật flick phải tay với sự hướng dẫn của kiện tướng Tô Đức Hoàng. Buổi hôm trước thì chúng ta đến với kỹ thuật flick trái tay rồi, ngày hôm nay thì sẽ là flick phải. Xin chào các bạn khán giả của kênh Table Tennis Review. Ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ một cái kỹ thuật nữa của mình. Như Tùng cũng nói đấy, là kỹ thuật là flick phải tay, hất phải. Anh em sẽ cùng đi đến làm thế nào để cho nó dễ đánh, dễ làm và mình có thể sử dụng được trong thi đấu ngay anh em nhé. Ok, chúng ta cùng vào video nhé. Giới thiệu với anh em cái kỹ thuật flick phải tay, hất phải tay này là chính là kỹ thuật mà mình chiếm công trước đối phương, dùng để chiếm ưu thế chứ không phải để kết thúc nha. Chiếm ưu thế trước đối phương, tranh công trước đấy ạ, và dùng để đỡ những quả bóng xoáy lên, xoáy ngang lên và xoáy lỏng ở ngắn trong bàn. Đây là một kỹ thuật nhỏ với biên độ nhỏ ngắn. Việc đầu tiên chúng ta đi đến đó là vẫn là tư thế đứng, hai chân rộng bằng vai này. Khi đối thủ tung bóng lên dao, mình dùng để đỡ ra bóng đúng không ạ, thì bắt đầu mình sẽ nhổ người dậy và mình bước lên, đồng thời mình hất chuyển về mũi chân, sau đó hơi xoay một chút lườn, tư thế này, bước lên này, hất xoay một chút lườn, người phải cúi xuống, mình không được thẳng người, người mình phải cúi xuống, tư thế này, cố gắng này, kể cả mình hạ có chân xuống trước nhưng mà mình sẽ phải đẩy lên mũi chân luôn để mình còn bật về phía đằng sau. Quả hất này thì mình sẽ không thắng được luôn, cho nên mình luôn luôn phải chuẩn bị. Hất xong cái mình chuẩn bị lùi về đánh quả sau, hay mình chỉ chiếm công thôi. Về cách cầm vợt và kỹ thuật tay thì anh em mình bước lên, sau đó mình mở tay ra luôn, mở cổ tay ra để hất vào bóng. Mình bước rất đến gần quả bóng, anh em đừng cách xa quá. Cách xa quá thì nó sẽ thời điểm bóng đẩy lên nó rơi xuống rất là nhanh. Thế thì mình xuất phát, đưa tay ra này, khung tay này, cúi người này, mình mở ra một góc gần như là 90 độ so với cả cái đường này đi, đúng không ạ? Xác suất nó chỉ là tạm thời thôi. Mở ra, sau đó mình vừa xuất phát này, kết thúc này, xuất phát, kết thúc. Khi anh em chờ được bóng lên thời điểm cao nhất rồi thì là mình gạt đi, mình gạt, mình hất nhanh lên, nhanh lên, càng nhanh thì bóng càng mạnh đương nhiên rồi, đúng không ạ? Nhưng mà mình sẽ tập nhẹ nhàng trước, nhanh nhanh, gia tốc ở khoảng khoảnh khắc ngắn. Nhưng mà anh em nhớ cái tư thế của mình này, không được ngửa người mà mình phải cúi người xuống. Khi kết thúc động tác mình cố gắng mình cúi người, nhưng cố gắng mình dùng ít cổ tay thôi, gọi là hất cổ tay nhưng mình dùng ít thôi, đừng dùng nhiều. Bởi vì khi dùng nhiều anh em sẽ bị loạn hết lên, không tiếp xúc đủ bóng, không tiếp xúc được đúng vào cái thời điểm mình mong muốn, và cái mặt vợt mình sẽ không ổn định. Đưa vào, khóa cổ tay lại để mình sẽ đưa vào, mở. Đấy, còn nếu muốn tăng lực thì mình sẽ phải cổ tay nhiều hơn, dùng cổ tay để tăng lực nhiều hơn, nhưng mà nó chỉ theo cái chiều này một tí thôi, hơi đập bóng. Khi các bạn bước vào này, mở cái cổ tay của mình ra rồi, đúng không ạ, thì cái điểm nhấn của cái quả này là cái nhịp của bóng. Các bạn phải đánh ở cái thời điểm bóng nảy lên cao nhất, không rơi xuống nha. Chỉ có thời điểm bóng nảy lên cao nhất thì các bạn mới có thể thắng được đối phương bên kia. Còn nếu như nó đã thấp rồi thì các bạn chỉ nên hất chuẩn thôi, hất chuẩn thôi. Còn cao nhất rồi mình mới hất nhanh được, mình mới hất nhanh để chiếm ưu thế được. Ở đoạn này anh em chú ý, rất là chú ý này, khi mình đã khóa cổ tay và mình đã ổn định được cái động tác rồi thì cái nhịp bước chân lên, nhịp bước chân lên để đánh vào thời điểm bóng cao nhất cực kỳ quan trọng. Ai cũng biết là sẽ đánh vào thời điểm bóng cao nhất, nhưng mà làm thế nào để bắt được thời điểm đấy, bởi vì quả bóng này nó sẽ tụt rất nhanh mà, đúng không ạ? Thế thì mình vừa phải bước lên,
khi mà người ta đối phương ra bóng xong, mình đã phải nhổ người dậy rồi. Và khi bóng chạm bàn thì bắt đầu mình dùng dịch với bước chân, nhổ người dậy dùng bước chân. Đấy. Cùng nhịp. Cái chân này với cái tay này cùng một nhịp thì các bạn sẽ tìm được thời điểm bóng cao nhất nhanh. Đấy. Tay chân người đồng thời này. Tay chân người đồng thời xoay vào. Thu người vào. Đồng thời cái nhịp chân này, anh em để ý cực kỳ cái nhịp chân, mình sẽ đứng lui ra đây cho anh em xem. Chân và tay đồng thời này, chân và tay đồng thời. Đấy, đồng thời nha anh em nhá. Thì mình sẽ đánh có cái nhịp ở trong một quả này luôn. Tại sao mình nói đến cái nhịp này rất nhiều? Tại sao lại như thế? Bởi vì rất muốn anh em tập được cái nhịp này. Nhịp này nó sẽ giải quyết toàn bộ. Thậm chí là khi mà anh em đứng đánh đôi, quả này dừng đánh đôi cực kỳ hiệu quả luôn. Thì mình vẫn nên, nó gần rồi đúng không ạ? Mình đứng như thế này, đánh đôi nó gần rồi. Nhưng mà mình vẫn nên bước cùng nhịp. Bước cùng nhịp. Bước cùng nhịp. Để làm sao cho nó ổn định nhất, hiệu quả nhất. Nhưng phải đứng sẵn đánh đôi, nó ở đây đứng sẵn này lên là hỏng hết luôn anh em ạ. Là bị loạn hết nhịp, không ổn định của bóng. Anh em lưu ý nhá. Nhiều người là bước vào xong mới hất. Thật ra nếu mà ở tập luyện thì nó sẽ ok. Nhưng mà mình trong thi đấu mình có biết được người ta ra ở đâu đâu. Làm sao mà mình cứ cắm vào này người ta phi dài sao đúng không ạ? Thế thì mình phán đoán xem, nếu mà ngắn thì mình đồng thời trả chân ở tay. Nó có một cái nhịp, nó có một cái gì đấy mà khi mà anh em bắt được cái nhịp này rồi anh em chắc chắn sẽ biết hất. Và cực kỳ dễ dàng luôn. Về cái góc độ vật vợt anh em nhá. Thì tùy theo đối phương giao bóng xoay gì. Còn lỏng thì mình lên ngang này. Đập trượt. Đập trượt là gì? Là đập trước xong trượt sau. Đúng không ạ? Đập trước trượt sau. Đấy là từ chuyên môn người ta gọi là đập trượt. Càng xoay lên xoay ngang lên thì chúng ta càng phải úp vợt. Và vẫn đập trượt như thế. Nếu như đối thủ ra tay xuống mình vẫn có thể hất được. Vẫn có thể hất được nhưng mình lại ngửa ra. Ngửa ra, vẫn mình vẫn đập trượt ngửa ra. Nhưng mà xoay xuống mình chỉ hất nhẹ được thôi nha. Không hất mạnh được. Mình hất gọi là gây đột biến thôi. Khi đối thủ nghĩ mình cắt thì mình hất thôi. Đấy, thì là mình sẽ ngửa vào ra và mình hất lên. Cao thủ thì họ sẽ giả vờ cắt này. Xong rồi giả vờ cắt xong rồi hất. Đấy, nhưng mình mới chơi thì mình nên thuần đã. Cái gì mình hướng đến cái gì dễ làm mà thuần nhất. Bẻ ra. Bước lên. Đồng thời gạt bóng trên điểm cao nhất. Ví dụ như đối thủ giao xoay lên thì mình nên cái góc mình hơi úp một chút thôi. 90 này, hơi úp một tí mình gạt sang. Vì mình còn trừ đi xoáy của đối phương nữa. Đấy. Sẽ không có một cái quy chuẩn nhất định ở đâu anh em ạ. Còn tùy theo anh em đánh mặt vợt gì nữa cơ. Thế còn đây này rất khó để quy chuẩn cái vấn đề mà mình hất góc độ bao nhiêu là vừa đủ. Cái người của mình này, thu vào, mở tay này, thu vào chán, mở tay này, thu vào chán để kết thúc nó đẹp hơn. Nhìn, không có hồn, thu vào chán, dùng cổ tay, ngón tay bấm vào. Khi mình hơi bấm cái ngón tay của mình vào một chút, ngón tay trỏ để tăng cái lực và tăng độ chắc chắn. Đấy. Không nên lúc ngửa. Nào bây giờ anh em mình đến là cách tập luyện. Làm nào để tập với bạn tập đúng không ạ? Vừa nãy mình đã tự thả bóng mình hất rồi. Thì mới đầu anh em mình mới tập ấy, có thể tự thả bóng nha. Bây giờ với bạn tập thì mình sẽ tập như nào? Khi đối thủ tung bóng này thì bắt đầu mình nhổm người dậy, các bạn để ý chỗ này nhá. Nhổm người dậy khi bóng chạm bàn mình bắt đầu mình vẫn lao lên đồng, xong là bóng lên cao nhất và đồng thời mình gập vào. Nhổm dậy này. Khi bóng cao nhất bắt đầu mình bước chân lên này. Thì đồng thời hạ chân xuống. Đấy, khi mà các bạn cùng lao lên một thời điểm thì mình sẽ hợp lực được với bóng. Mình sẽ được cộng lực một chút ở cái lực mình lăng lao vào. Đấy. Cùng thời điểm mình sẽ được cộng lực lao vào một chút. Nó sẽ được mạnh hơn. Mình đang lao vào này. Đấy, thì nó sẽ được mạnh hơn, được cộng lực đấy anh em ạ. Rồi.
Đấy. Đây là mình chưa dùng cổ tay đâu các bạn nha. Mình đang hướng dẫn các bạn. Mình đang hướng dẫn các bạn cách khóa tay trước. Đây là mình chưa dùng cổ tay đâu nha. Không, các bạn lại bảo mình hất cổ tay nhiều rồi. Thực sự nếu mà dùng cổ tay nó sẽ mạnh hơn đấy. Bắt đầu. Sẽ mạnh hơn. Mạnh hơn. Nhưng mà cũng không cần phải mạnh quá. Mình chỉ cần chuẩn vào điểm rơi, chiến thắng đối thủ vào cái điểm rơi. Điểm cao. Điểm cao. Điểm cao. Điểm cao. Điểm cao. Đấy, đồng thời này. Đồng thời này. Xong lại lùi ra, xong lại bước vào đồng thời. Thì các bạn sẽ tạo dần cái nhịp của các bạn. Và cái nhịp đấy nó sẽ hứng quả bóng lên cao nhất dễ hơn. Đây là cách căn. Mình không được vung tay quá rộng nhá. Không được vung tay quá rộng, phải cực kỳ gần bóng. Vung tay rộng là hỏng luôn vì bóng nó sẽ chắc chắn nó sẽ chìm rất nhanh bởi vì kỹ thuật ngắn mà. Nào. Gần vào. Gạt đi. Gạt đi. Đấy, mình sẽ luôn luôn tìm ở thời điểm bóng cao nhất. À, di chuyển này. Đấy. Di chuyển này, cái nhịp bước vào này. Nhịp bước vào này để chọn thời điểm bóng cao này. Cúi người này. Đúng không ạ? Mọi người đừng bước vào trước nha. Hoặc tập cái bài bước vào sẵn này thì chỉ dùng trong tập luyện thôi. Còn trong thi đấu mình có biết người ta ra ở đâu đâu, khó lắm. Cái nhịp này, nhịp này. Di chuyển này, nhịp. Đúng không ạ? Nhịp. Nhịp. Đấy. Đấy. Đập trượt. Đập trượt. Đập trượt. Đồng thời này. Đồng thời này. Thế. Và bây giờ là một vài ứng dụng trong thi đấu anh em nhé. Ở quả này, bây giờ mình sẽ giao bóng cùng trả lại. Bổng một cái là mình tiêu hết năng lượng anh em ạ. Chỉ hơi bổng là mình đã đánh mạnh được rồi. Hất xong thì phải lùi ra thật nhanh. Quả này không thể chiếm như thế, không thể thắng ngay được. Rất khó để thắng ngay cho nên mình phải lùi ra thật nhanh để chuẩn bị quả sau. Không là mình sẽ thua mất. Nào. Phải lừa đối thủ. Đấy. Làm mọi thứ để chiếm như thế ở quả này. Chiếm như thế. Đây. Đấy, quả đấy là quả hất thuần đúng không ạ? Ok, và như vậy là chúng ta đã có một video hướng dẫn rất là chi tiết về kỹ thuật hất bên phải rồi. Và mình cũng đã trực tiếp được trải nghiệm cùng với anh Tô Đức Hoàng. Rất là hay và bổ ích. Và hy vọng các bạn đã ủng hộ ekip Table Tennis Review và Hoàng Chốt Bóng Bàn nhé. Bên anh Tô Đức Hoàng có kênh Hoàng Chốt Bóng Bàn, rất là nhiều các video bổ ích và hướng dẫn cơ bản. Rất mong mọi người ủng hộ. Cảm ơn anh em.
Hy vọng anh em ủng hộ mình nhé. Mình với Table Tennis Review. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bổng một cái là mình tiêu hết luôn anh em ạ. Chỉ hơi bổng là mình đã đánh mạnh rồi. Nhưng mà mình phải bước thật nhanh. Còn đấy thì em nói thật mình, còn đấy mình chỉ có cắt lại thôi chứ bao giờ mình hất được anh ạ. Vì nó quá khó, vào lưới mà.